Sinh vật cảnh không chỉ làm đẹp và xanh sạch môi trường mà còn mang lại giá trị về mặt kinh tế. Những năm gần đây, sinh vật cảnh đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nông nghiệp đô thị Bình Dương. Hiện nay, mô hình phát triển sinh vật cảnh trên địa bàn các huyện thị thành phố trong tỉnh Bình Dương đã tăng lên nhiều lần so với năm 2015. Nhiều hộ nông dân và hội viên sinh vật cảnh đã chuyển sang trồng và kinh doanh với quy mô lớn, hình thành các vùng trồng hoa, cây cảnh ở thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, thị xã Bến Cát, Tân Uyên với diện tích khoảng 100 hecta, Doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 50 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 10 câu lạc bộ chuyên ngành sinh vật cảnh với trên 500 hội viên có cùng niềm đam mê, sinh hoạt trong các lĩnh vực bonsai tiểu cảnh, cây cảnh nghệ thuật, hoa lan cây cảnh, chim cảnh, cá kiển tạo ra những tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao. Những tác phẩm sinh vật cảnh đẹp, độc đáo, sống động được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế giữa thiên nhiên và bàn tay con người đã góp phần làm đẹp cho cuộc sống và nâng cao nguồn kinh tế cho nhiều gia đình. Một cái cây bonsai á, nó có ba yếu tố là cổ, kỳ, mỹ. Nó cổ tức là nó phải dáng dấp nó là xưa kỳ thì nó 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 mang tính chất là lạ và mỹ thì nó mang tính chất là mỹ thuật thì một cái cây bonsai mà nó hội đủ ba yếu tố đó thì nó có giá trị cao từ một thú chơi tao nhã dần đi đến hình thành mô hình phát triển kinh tế hiệu quả làm giàu chính đáng cho nhiều hộ dân nuôi trồng sinh vật cảnh đã cân bằng giữa giá trị tinh thần và giá trị vật chất dần trở thành ngành kinh tế sinh thái mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương Chế kiến này cũng phải có đam mê với lại một phần là nhà em là cũng có truyền thống là chơi kiển cũng lâu đời rồi em cũng nghiên cứu để để theo cái thị trường hiện nay trong các đối tượng sản xuất mới của nông nghiệp đô thị bình dương hiện nay như hoa cây cảnh cá cảnh đều là những đối tượng sản xuất có hiệu quả kinh tế cao và tiềm năng thị trường lớn do đó ngành nông nghiệp đang tiếp tục tăng cường hỗ trợ giống vật tư cho các hộ sản xuất vận động và hỗ trợ thành lập các hội hiệp hội tổ hợp tác hợp tác xã sinh vật cảnh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh thông qua hội thi sinh vật cảnh mở các cửa hàng chuyên cung ứng sinh vật cảnh cho thị trường trong và ngoài tỉnh việc hình thành vùng chuyên canh sản xuất và cung ứng các loại sinh vật cảnh đang tạo nên nội lực mạnh mẽ cho nông nghiệp đô thị bình dương với điểm nhấn ấn tượng là kinh tế sinh vật cảnh